Chào các bác. Đây có lẽ là một kiệt tác của núi rừng Tây Bắc. Tôi thấy rất là đẹp nên quay lại cho các bác xem, để chúng ta cùng ngắm cảnh, chiêm ngưỡng. Thì cái khu vực này là khu vực mà bà con trồng lúa, ruộng của bà con. Đây không gọi là nương mà là ruộng. Nương thì là giống kiểu như ở trên này. Đây, các bác thấy một khoảng đất trống. Thì bà con sẽ gieo lúa, gieo cái hạt lúa ấy. Thì cây lúa nó sẽ mọc ở trên này. Tới khi mà thu hoạch được thì bà con sẽ thu hoạch. Tất nhiên là vẫn phải chăm bón chứ. À, phía bên trên này nó có một cái bản ở chỗ này. Cái bản. Các bác thấy không? Vài mái nhà trắng trắng. Để tôi zoom lại gần hơn nữa cho các bác xem. Đó, vài mái nhà trắng trắng. Nói chung zoom lại thì nó không được đẹp lắm. Thì cái khu vực này cũng là cái khu vực mà gọi là ruộng bậc thang đấy. Nó không, ruộng bậc thang này nó không thẳng, không giống như những cái ruộng thang mà các bác vẫn nhìn thấy ở trên TV. Đây, ở đây cũng có ruộng bậc thang, cái khu vực này. Đây, ruộng bậc thang này thì thẳng, giống như các bác nhìn ở trên TV, nó rất là đẹp đấy. Đây, zoom lại đây các bác xem. Đây là ruộng bậc thang như thế này thì sẽ ở những cái địa hình nó cao, còn những cái địa hình nó thấp như thế này thì vẫn phải là ruộng bậc thang. Đây không phải là cái mặt đất này nó không phải bằng phẳng hết tất cả, mà các bác nhìn ví dụ như chỗ này thì nó cao nhưng mà đằng này thì lại thấp, nó kiểu như nó xoải nhưng mà nó không dốc, cho nên là bà con làm ruộng bậc thang nó sẽ không được thẳng giống như là ở trên núi kia. Thì ở đây có một con suối chạy để tưới tiêu cho cái ruộng bậc thang này. Rất là dài luôn. Rồi, mình xem từ đầu đến cuối nha. Ở khu vực dưới này là một cái bản. Bản này khá là đông dân và rất là đẹp. Ngay bên cạnh đường quốc lộ, tuyến từ thành phố Điện Biên Phủ đến Mường Lai, đến thị xã Mường Lai. Đường uốn lượn như một con lươn. Cái đoạn đường khu vực này là rất hay bắn tốc độ. Đó, các bạn thấy đẹp không? Tất cả đều là ruộng bậc thang hết. Đây này. Đó, ruộng bậc thang chỗ này đẹp này. Đấy, thấy chưa? Đẹp như Sapa. Đấy, quá đẹp luôn. Hôm nay thì may quá trời không mưa. Mọi hôm thì trời mưa. Khu vực Điện Biên thì các cái triền núi này thì họ đang trồng cao su. Ok, ở dưới này đang có một cái đám cưới. Đây, trên cái nhà này là đang có một đám cưới. Rồi ok, chào các bác nhé.